Hello, xin chào tỷ phú tương lai. Hôm qua mình mới hướng dẫn mọi người pin cái thẻ con chim đấy ạ, để nhận Zidon đúng không ạ? Và hôm qua thì nó bị lỗi, cho nên là mình đã báo với lại bên dự án và hôm nay họ đã sửa được cái lỗi của nó rồi. Và mình cũng đã nhận được phần thưởng của mình đủ 10 cái thẻ. Tức là mỗi một lần các bạn pin thì các bạn sẽ nhận được một thẻ, tức là mỗi một thẻ thì nó tương đương với lại 2,3 đô đúng không ạ? Hôm nay là họ đã chỉnh sửa được đủ 10 lần rồi nha. Đó, và bây giờ thì mình sẽ mở xem là hôm nay mình nhận được cái con Zidon như thế nào. Và mình cũng thông báo đó là họ đã mở cái mua bán quần áo, mũ, mão, kính, rồi là giày, dép. Với cái điều kiện là ít nhất các bạn phải có một cái thẻ con chim thì các bạn mới có thể bán được. Còn nếu các bạn không có thẻ con chim là các bạn không thể bán được. Đó, cho nên là ít nhất là mỗi người cũng nên min đến một thẻ nha. Và ở đây thì mình sẽ gõ vào chỗ để chứa đồ này, đúng không ạ? Bên ô này là nó hiện đây của mình 10 cái thẻ ở đây đúng không ạ? Còn ở bên này nó là đồ này. Đồ thì mình đã đủ 3 cái áo màu tím này. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn nâng cấp ạ. Còn bây giờ thì mình sẽ mở cái con Zidon xem là lần này là mình nhận được cái con Zidon boy hay là girl nha. Open. Gõ vào get Zidon. Xem là nó là con gì. Mình hiện tại mình đang có một con Zidon nam. Đó, và bây giờ thì mong là nó sẽ vớ được một con nữ. Bởi vì làm sao? Bởi vì là sau này có thể là sinh con đẻ cái được. Cho nên là nếu như mà chúng ta không có đủ cặp ấy thì chúng ta sẽ phải đi thuê. Oh my god. Quá là may luôn. Đó, mình vừa ước có con nữ có luôn đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Theo như mình thấy ấy, Zidon nữ khi mà tham gia audition thì sẽ dễ trúng hơn là Zidon nam đấy nha. Đó, gõ vào đây. Cái này thì mình có thể thay đổi. Khi mà mình tham gia audition ấy, mình có thể dùng Zidon nữ hoặc là Zidon nam. Cái đấy là tùy mình nha. Đó, và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn nâng cấp cái vật phẩm của mình lên cái level cao hơn. Đó, bây giờ gõ vào cái vật phẩm này. Các bạn gõ vào cái hình tam giác có 3 cái chấm tròn này nha. Bây giờ chúng ta muốn nâng cấp cái vật phẩm nào thì các bạn gõ vào đó nha. Ở đây mình muốn nâng cấp cái áo này. Các bạn lưu ý là phải có 3 sản phẩm giống y chang như nhau, từ màu áo cho đến kiểu dáng thì là chúng ta mới có thể là nâng cấp được. Còn nếu như mà nó chỉ hơi khác một chút thôi là chúng ta cũng không thể nâng cấp được đâu ạ. Đó, bây giờ gõ vào đây này. Các bạn gõ tiếp vào cái ô bên dưới. Đó. Tiếp vào đây. Tiếp vào cái ô này. Gõ tiếp vào cái áo còn lại đúng không ạ? Gõ confirm. Và các bạn cũng lưu ý là mỗi một lần chúng ta nâng cấp thì chúng ta sẽ mất 2 đồng GT. Và các bạn gõ vào chữ confirm ở phía bên dưới này cho mình. Đó. Khi nâng cấp nó lên thì chúng ta sẽ nhận được một cái áo level 2. Cái áo level 2 này bán đắt lắm luôn ấy. Tí nữa mình sẽ cho các bạn xem. Các bạn gõ vào con phim bên dưới. Đó. Và mình đã nhận được cái level 2 rồi đúng không ạ? Lát nữa mình sẽ cho cái con Zidon nữ kia nó mặc luôn. Đây này, trang bị luôn nha. Đó. Đây, ví dụ cho mặc áo này. Ủa, cái áo đấy đâu? À đây. Đó, đẹp luôn đúng không ạ? Quần này, cho mặc váy luôn này. Trời ơi. Mũ nào? Đây mình còn cái mũ này nữa, cho đội mũ sau. Tí nữa mình sẽ ghép hạ ba cái mũ này nên cái level 2 cho con này nó đội nha. Găng tay của mình cũng thế, có 3 cái rồi, tí nữa mình sẽ ghép nó vào. Cho đi găng tay đỏ đúng không ạ? Giày này. Đó. Cho đi dép đi. Đấy, kính này. Cho tông xẹt tông đi. Đó. Các bạn gõ vào chữ xây. Thế là đã đủ đồ bộ rồi. Tí nữa là chúng ta có thể là mang ra chiến. Và các bạn cũng lưu ý rằng là trước khi cho tham gia game thì chúng ta phải trang bị quần áo đầy đủ, sau đó chúng ta mới tham gia game. Bởi vì là khi mà chúng ta đã tham gia game rồi thì phải sau 24 giờ thì là chúng ta mới có thể thay đổi lại trang phục. Các bạn lưu ý điều đấy nha. Và ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn bán hoặc là mua cái vật phẩm. Các bạn gõ vào cái giỏ hàng ở phía bên trên này cho mình.
khá là hay ho đúng không ạ? Đó thì ở đây các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, cái áo giống cái áo mình vừa nâng cấp này. Đó là 4,74 CT đúng không ạ? Đó, đấy là level 1 nha. Còn xuống đây xem mà có ai bán level 2 không nha. Toàn thấy level 1 luôn. Tức là những cái nào mà giá thấp thì nó sẽ ưu tiên nó để chúng ta ở phía bên trên. Còn ở phía bên dưới này là những người đặt giá cao hơn. Đó, những người đặt giá cao hơn thì bao giờ cũng sẽ bị đẩy xuống dưới. Đó, vì vậy cho nên là khi mà mua thì các bạn không cần phải kéo lên làm gì cả. Các bạn cứ mua ngay ở phía bên trên là được nha. Để mình xem là có cái level 2 không. Hôm nay có quá nhiều người đặt bán đồ luôn đúng không ạ? Nếu mà tìm đến cái level 2 thì khó, bởi vì hôm nay có khá nhiều người đặt. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mua trước đúng không ạ? Hiện tại nó đang ở đây rồi. Áo thì mình có khá là nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ mua một cái váy đi. Mình cũng không nhớ được cái là cái váy lúc nãy của mình nó như thế nào. Hình như là cái váy màu tím này thì phải. Chắc là cái váy màu tím ở trên đầu này. Đây mình sẽ mua cái váy này với cái giá là 4,2 cái đồng GT. Các bạn gõ vào chữ buy này. Gõ tiếp vào cái chữ buy này nữa. Đó. Thế là chúng ta đã mua được và nó đã trả về. Đây ạ. Backpack này. Đây. Gõ vào quần nha. Đó thì hiện tại nó đang mặc một cái và còn một cái. Oh my god, mình mua lộn màu rồi. Giờ đất ơi. Điều thế chứ. Nó giống nhau nhưng mà khác màu đấy. Vì vậy cho nên là khi mà các bạn mua nha, thì là các bạn phải để ý xem là nó đã chuẩn màu hay chưa, kiểu cách đã đúng hay chưa. Đây kiểu cách thì đúng rồi nhưng mà màu thì không đúng. Mình lúc nãy mình nhác quay về cho nên mà bị dính đòn luôn đúng không ạ? Giờ các bạn muốn bán cái gì thì các bạn gõ vào cái đó. Ví dụ như là mình muốn bán cái áo màu hường này chẳng hạn đúng không ạ? Thì các bạn nhìn thấy cái ô màu trắng đây không ạ? Các bạn gõ vào cái ô màu trắng này. Đó, và bây giờ chúng ta muốn bán bao nhiêu? Ví dụ như mình muốn bán cái áo này với giá 10 GT đúng không ạ? Đó, sau đó là các bạn gõ vào chữ sell. Khi các bạn gõ vào đây thì là cái sản phẩm của các bạn sẽ được niêm yết ở trên cái chỗ mà mình vừa mua đồ đúng không ạ? Thì ai người ta muốn mua thì là người ta vào đấy người ta mua. Và những người bán được cái giá rẻ hơn hết rồi thì là họ sẽ phải mua đến cái giá cao thôi đúng không ạ? Và mọi người cứ thi nhau bán. Nhưng mà các bạn không hiểu được là càng sau này thì cái mở cái dương nó càng khó khăn ra, thì các bạn sẽ không có sản phẩm để các bạn ghép đồ nữa. Đó cho nên là bán được cái đồng GT nhưng mà cũng rất là nguy hiểm đúng không ạ? Ở đây các bạn gõ vào chữ sell ở dưới này cho mình nha. Khi bạn trang bị cho Zidon mặc cái này nữa thì không được, bởi vì hiện tại nó đang ở trên kệ hàng rồi đúng không ạ? Các bạn chỉ có thể là sử dụng những cái còn lại để cho Zidon mặc thôi. Hoặc cái ở trên người của Zidon đang mặc đây này, các bạn nhìn thấy có cái hình người đây không ạ? Thì ví dụ như cái áo này các bạn muốn bán cũng không thể bán được, bởi vì là con Zidon nó đang mặc thì các bạn cũng không thể bán được. Cái áo này cũng thế này, hai cái áo có hai cái hình người này là chúng ta không thể bán được nha. Đó thì mình thấy cái dự án này khá là hay. Đội dev của dự án họ rất là chịu khó phát triển dự án. Đó và cũng khá là nhiều cái hay ho. Vì vậy cho nên là các bạn đừng quên vào xem video mỗi ngày, chỉ mất mấy phút thôi đúng không ạ? Chúng ta đã xem một cái quảng cáo là chúng ta đã trừ được 7 đến 9 phút rồi. Đó và chúng ta chỉ còn lại mấy phút để chúng ta xem thôi. Vì vậy cho nên là đừng quên vào xem video để chúng ta vừa nhận được cái đồng GT mà chúng ta lại vừa nhận được vật phẩm. Từ vật phẩm đó chúng ta có thể bán hoặc chúng ta có thể ghép như là mình vừa hướng dẫn đúng không ạ? Có một cái thông tin mới nữa, đó là khi mà các bạn cập nhật cái app lên cái phiên bản mới nhất, thì trước đây những cái bạn nào mà chưa nhận được Zidon ấy, thì bây giờ các bạn vào các bạn bấm nhận được rồi nhá. Bởi vì là bây giờ là cái điện thoại RAM 3GB thì là chúng ta cũng có thể chơi game được rồi. Đó, và bây giờ thì mình sẽ quay cái video ngày hôm trước xem ai là người may mắn trúng thưởng nha. Chúng ta sẽ tìm xem ai là người may mắn trúng thưởng nào. Vâng, chúc mừng bạn NV Channel tốn kém nhỉ. Bạn ơi, cái này là không bắt buộc nhá. Ai thích min thì min, mà ai không thích min thì thôi ạ. Và cái này thì nó không nhất thiết là phải min 10 lần. Min 1 lần cũng được, chúng ta chỉ cần min 1 lần để chúng ta có thể là bán được cái vật phẩm chúng ta đang có thôi. Đó, mà 1 lần thì chỉ hết có hơn 2 đô thôi, 2,3 đô thôi, nó cũng không tốn bao nhiêu cả. Nhưng mà sau này thì khi mà cái dự án thành công ấy, thì chúng ta bán cái đồng GT thì chúng ta cũng được khối đúng không ạ?
Vâng, xin chúc mừng bạn đã là người may mắn trúng thưởng ở trong cái video ngày hôm trước. Liên hệ với tỷ qua Zalo để nhận thưởng nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo. Nhớ đăng ký và like kênh cho mình cũng như là nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái kèo hot của mình nha. Bye bye.